Như vậy là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì Thanh Hóa cũng là một trong số những địa phương nằm trong vùng tâm bão. Bão đã gây mưa to và gió giật mạnh tại các địa phương ven biển của tỉnh này. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Tùng Lâm đang có mặt ở khu vực này để có thêm thông tin. Anh Tùng Lâm ạ, cụ thể là tình hình mưa gió ở Thanh Hóa đang như thế nào ạ? Hiện tôi đang có mặt tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay trong sáng nay, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương ven biển của tỉnh này. Hiện nay thì sức gió ở khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa đo được khoảng cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai cấm biển từ 20 giờ ngày 12 tháng 6 cho đến khi bão suy yếu và tan dần, kiên quyết không để người ở lại chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão, tổ chức theo dõi, kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Theo báo cáo của các địa phương ven biển, toàn tỉnh Thanh Hóa có trên 6.800 phương tiện. Hiện nay thì tất cả các phương tiện đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Trong ngày 13 tháng 6, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Tỉnh Thanh Hóa có các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại tỉnh Thanh Hóa. Vâng, cảm ơn phóng viên Tùng Lâm với những thông tin vừa rồi. Và theo bản đồ vệ tinh thì bên cạnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng nằm trong vùng mưa to do bão số 2. Hiện chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Nguyễn Trường Thành, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đại diện từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh để có thêm thông tin. Xin chào ông ạ. Cụ thể là từ tối qua đến giờ thì mưa ở Nghệ An như thế nào ạ? Mưa to nhất ở khu vực nào thưa ông? Vâng. Do ảnh hưởng của bão số 2 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tối hôm qua đến sáng nay thì đã có mưa to đến rất to, có những nơi mưa rất to, đặc biệt là ở thành phố Vinh thì từ 19 giờ ngày 12 đến 4 giờ sáng hôm nay thì lượng mưa đó được là gần 250 ly. Dạ vâng ạ. Ngoài Vinh ra thì còn các khu vực khác, đặc biệt là các khu vực ở vùng núi thì có nguy cơ gì về sạt lở đất do tình hình mưa to không thưa ông? Ngoài thành phố Vinh thì các cái huyện lân cận của thành phố Vinh cũng có mưa rất to, và hiện nay thì các huyện ở vùng miền núi cũng đã có mưa vừa, mưa to, và Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng đã có những cái cảnh báo cho các vùng miền núi về cái nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Trường Thành với những thông tin vừa rồi ạ. Vâng, còn tại Hà Tĩnh thì do ảnh hưởng của bão, từ hôm qua đến rạng sáng nay đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh. Mưa lớn thì đã khiến cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đây bị ngập úng, thấm rột và tốc mái. Thế nhưng mà các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch vẫn cố gắng khắc phục, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phản ánh của phóng viên thời sự ngay trong đêm qua. Càng về khuya, những cơn mưa lại càng nặng hạt, kèm theo gió giật mạnh. Một số chỗ kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã bị nước ngập úng, ướt toàn bộ nơi nghỉ ngơi của các lực lượng chiến sĩ. Thế nhưng các anh vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh. Chúng tôi luôn làm hết sức mình để bảo vệ được bình yên cho nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất. Để kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu, chỉ Xuân và một số người dân đã không quản mưa bão đi đến từng chỗ kiểm soát để gửi tặng lương thực, thực phẩm cho các chiến sĩ. Những tình cảm ấm áp của bà con nhân dân đã xua tan đi những khó khăn, vất vả và cả giá lạnh của mưa gió. Còn đó là do tấm lòng của tất cả chị em để đều là để ủng hộ cho các chú và mọi người. Trời càng về khuya thì mưa càng lớn và gió càng lạnh. Với quyết tâm quân dân một lòng thì Hà Tĩnh sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh và trả lại sự bình yên cho nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời điều động 30 chiếc xe buýt làm nơi tránh trú mưa bão cho các lực lượng chiến sĩ. Nguồn thực phẩm, thuốc men, nước sạc khuẩn cũng được tăng cường cho các chốt kiểm soát. Trong cái điều kiện mưa bão của ảnh hưởng cơn bão số 2 lớn thế này thì chúng ta đang tập trung gia cố các cái hệ thống nhà bạt, sử dụng hệ thống xe buýt
để cho làm trạm chốt cho anh em, đặc biệt là trong cái điều kiện mưa bão này. Từ ngày 5 tháng 6 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có tổng cộng 32 bệnh nhân trên địa bàn 5 huyện, thành phố, thị xã. Công tác phòng chống dịch bệnh tại Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút được triển khai nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch.